sao sao có đốt được? Tại vì nó sâu, xe nó xấu quá. Có ai biểu đốt không hay là tự con đốt? Tự con đốt. Chê đồ chơi quá xấu, bé trai 5 tuổi đốt luôn cửa hàng bán xe đồ chơi để mẹ mua xe mới, khiến cả khu chợ hoảng loạn. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao về một vụ cháy lớn ở khu chợ tại Bình Dương, mà nguyên nhân được xác định là do bé trai 5 tuổi gây ra. Theo thông tin ban đầu, bé trai là con của chủ tiệm bán xe đồ chơi trẻ em trên đường Nguyễn Thái Học thuộc chợ Dĩ An 1, tỉnh Bình Dương. Do thấy xe quá xấu, muốn được mẹ mua xe mới, nên cậu bé này đã đốt luôn cả tiệm đồ chơi của mẹ. Khi thấy lửa cháy lớn, cậu bé đã hoảng hốt vứt que lửa vào đống đồ chơi, khiến lửa bùng lên rồi bốc cháy ngùn ngụt. Do cửa hàng gồm nhiều đồ nhựa và các vật dụng dễ cháy, nên chỉ trong ít phút, lửa đã bao trùm cả cửa hàng và thậm chí còn cháy lan sang bên cạnh. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Dĩ An đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Phải mất đến hơn 30 phút, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường vụ cháy, người dân cùng lực lượng chức năng đập tường phía sau đã cứu được một người già và một trẻ em. Rất may là không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, sau vụ cháy này, có lẽ bố mẹ của bé trai phải chuyển sang làm nghề khác vì toàn bộ gian hàng của gia đình đã cháy sạch. Sau sự việc trên, rất nhiều cư dân mạng đã gửi lời an ủi động viên đến phụ huynh của bé trai vì gian hàng bị cháy sạch. Trong khi đó, không ít người đã dành những lời nhận xét chất hơn nước cất cho cậu bé như: cháu nó ở nhà ngoan lắm, nhưng ít khi thấy cháu ở nhà. Đẻ đứa con trai tưởng mắt lòng mắt dạ, ai dè nó đi đốt nhà để bố mẹ có nhà mới. Tại hạ xin bái phục. Từ nay sổ hộ khẩu nhà mình mất đi một trang nha. Còn với chả cái như này thì thôi, tao gặp tên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin dành bà Phúc. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.